Tiên tập viên Mỹ Linh kính mời quý vị và các bạn xem bản tin, Philippines và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng ở bãi cỏ Mây. Ngày 12 tháng 12, Hoa tiếng Việt có bài tại sao Trung Quốc, Philippines tranh giành một bãi cạn tí hon. Theo đó, ngày 11 tháng 12, Philippines mô tả hành động của các tàu Trung Quốc nhắm vào tàu Philippines đang trên đường làm nhiệm vụ tiếp tế ở biển Đông cuối tuần qua là một sự leo thang nghiêm trọng. Hoa cho biết, trong vụ đối đầu mới nhất Manila cáo buộc các tàu tuần duyên và dân quân biển Trung Quốc liên tục bắn vòi rồng vào các tàu tiếp tế của họ và cố tình đâm vào một chiếc tàu khác gần bãi cỏ mây. Theo Hoa, trong những năm gần đây, Manila và Bắc Kinh vướng vào các cuộc đối đầu tại bãi cỏ mây, khi Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn trong việc thúc đẩy các yêu sách hàng hải của mình, gây lo ngại cho các bên tranh chấp và các quốc gia khác đang hoạt động ở Biển Đông, bao gồm cả Hoa Kỳ. Mặc dù không phải là lần đầu tiên tàu tuần duyên Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Philippines, nhưng va cho hay, vụ việc mới nhất đã khiến một trong những tàu tiếp tế bị hư hỏng động cơ nghiêm trọng, và phải kéo về cảng, khiến tàu này không thể hoàn thành nhiệm vụ, bài trên va. Philippines thường xuyên tiếp tế thực phẩm và nước uống cho các binh sĩ Philippines đồn trú trên con tàu hải quân cũ kỵ BAP Sierra Madre. Con tàu được Manila cố tình neo đậu trên bãi cỏ mây vào năm 1999 để khẳng định quyền chủ quyền của mình đối với đảo San hô nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vẫn theo va có mặt trên một chiếc tàu khác cũng bị bắn nước và đâm vào. Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, tướng Romeo Bronner, nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng, ông không bị thương và ông không tin Trung Quốc biết ông có mặt trên tàu. Nhưng Manila đã triệu tập đại sứ Bắc Kinh và đưa ra phản đối ngoại giao về hành động hung hăng của Trung Quốc, cho đó là mối đe dọa đối với hòa bình, trật tự và an ninh. Ngược lại, Hoa cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11 tháng 12 nói, họ đã gửi công hàm chính thức và phản đối mạnh mẽ phía Philippines về vụ va chạm mà họ đổ lỗi cho Manila. Và nhận xét, những nỗ lực lặp đi lặp lại của Trung Quốc nhằm phong tỏa bãi cỏ mây, nằm cách tỉnh Palawan của Philippines chưa đầy 200 hải lý, đã khiến bãi đá ngầm này trở thành điểm nóng cho xung đột giữa Manila và Bắc Kinh. Các quan chức Philippines và chuyên gia an ninh lo ngại Bắc Kinh đang âm mưu chiếm bãi cạn này và quân sự hóa nó, như đã làm với đá vành khăn, nằm cách bãi cạn này chỉ 40 km tàu tuần duyên Trung Quốc phun nước vào tàu tiếp tế của Philippines. Qua dẫn lời ông Jonathan Malaya, một quan chức cấp cao tại Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines, nói, bãi cạn này là một địa điểm phù hợp để đặt căn cứ quân sự và Trung Quốc có đủ tiền để biến nó thành căn cứ. Đó là lý do tại sao họ muốn nó. Trung Quốc nhiều lần kêu gọi Philippines kéo tàu đi, dựa trên điều họ nói là lời hứa của Manila. Nhưng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phủ nhận sự tồn tại của hiệp ước đó. Ông nói, nếu có một thỏa thuận như vậy, thì ông sẽ hủy bỏ nó. Hoa dẫn lời ông Jay Batomberco, một chuyên gia về luật hàng hải ở Manila, cho biết bãi cỏ mây không chỉ gần Philippines mà còn gần các tuyến đường biển đi qua eo biển Palawan, khiến bãi cạn này trở thành một phần mở rộng lý tưởng của đá vành khăn. Những cuộc đối đầu mới nhất có thể sẽ làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ giữa Philippines và Bắc Kinh, nhưng Hoa dẫn lời ông Justin Baquizo, nhà phân tích an ninh quốc gia tại Phách Châu Á cho rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hình thái tổng thể của mối quan hệ cấp cao Trung Quốc-Philippines vì rất nhiều hành động ăn miếng trả miếng về vấn đề Biển Đông chỉ xảy ra ở mức độ thấp. Trong khi đó, qua cho biết thêm, ông Marcos vẫn duy trì các cuộc đối thoại với người đồng cấp Trung Quốc và bên lề hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở San Francisco vào tháng trước. Ông và Chủ tịch Tập đã gặp nhau để hoạch định các giải pháp tiến tới ở Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo.de với bản tin. Philippines và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng ở bãi cỏ mây. Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài trong nhiều năm nhưng không được cải thiện. Ngày 10 tháng 12, RFA tiếng Việt loan tin ô nhiễm không khí tại Hà Nội kéo dài một tháng trời, nhiều ngày lên mức báo động. Theo đó, ô nhiễm không khí tại Hà Nội đã kéo dài gần một tháng qua, và vào ngày 10 tháng 12, đã lên mức báo động. Sau khi bị xếp vào mức ô nhiễm hàng đầu thế giới vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới IQE, RFA cho biết, chỉ số chất lượng không khí AQI nhiều nơi ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 12 đã vượt ngưỡng 223, là mức rất không tốt, có hại cho sức khỏe. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 34.5 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Ở ngưỡng này, người dân được khuyến cáo tránh tập thể dục ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra ngoài, đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài. Chạy máy lọc không khí, một bản tin trên RFA ngày 8 tháng 12 cho biết, theo thống kê của AirVisual, từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, chỉ số ô nhiễm theo ngày của Hà Nội đều được cảnh báo có chỉ số ô nhiễm ở mức đỏ có hại cho sức khỏe. Hà Nội luôn nằm trong top đầu các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp hàng chục lần giới hạn cảnh báo của WHO. Bản tin ngày 10 tháng 12 trên RFA Theo RFA, truyền thông nhà nước vào cùng ngày đăng tải các hình ảnh cho thấy bầu trời Hà Nội mịt mù như trong khói xương, thậm chí kéo dài đến tận trưa khi có nắng lên. Người dân thủ đô đang bị ảnh hưởng bởi mức bụi gấp 5 lần tiêu chuẩn của WHO và hơn gấp đôi mức quy chuẩn quốc gia. Vẫn theo RFA, Truyền thông trong nước trích dẫn phân tích của các chuyên gia về môi trường cho biết, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí là do khí thải từ phương tiện giao thông. Theo thống kê, Hà Nội có 7,8 triệu phương tiện, trong đó ô tô hơn 1 triệu, xe máy hơn 6,6 triệu, chưa kể khoảng 1,2 triệu xe từ các tỉnh thành tham gia giao thông tại thủ đô. Ngoài ra, còn có khí thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, đốt rác từ các làng nghề tái chế không được kiểm soát khí thải từ các công trình xây dựng. Trước đây, vào tháng 5 năm 2021, mức nguy hại về ô nhiễm không khí ở Hà Nội từng lên đến ngưỡng cảnh báo cao nhất khi chỉ số AQI lên đến 463, xếp thứ nhì trong danh sách 10.000 thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới. Không chỉ Hà Nội, các thành phố khác của Việt Nam cũng trong tình trạng tương tự. RFA vào tháng 2 năm 2021 cho hay, nhiều thành phố trên cả nước Việt Nam có chỉ số tia cực tím UV và nồng độ bùi mịn ở mức gây hại cao. Ô nhiễm không khí còn nguy hiểm hơn đại dịch COVID. Chỉ số tiêu UV ở mức từ 3 đến 5 là nguy cơ gây hại trung bình, từ 6 đến 8 có nguy cơ gây hại cao, trên 8 là nguy cơ gây hại rất cao. Trong khi, một số thành phố ở mức 9 như Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang. Nhiều thành phố khác ở mức 8 như Huế, Đà Nẵng. Bùi mịn ở 18 phần 63 tỉnh. Thành phố có nồng độ bụi PM2.5 vượt mức báo động. Top 5 tỉnh, thành phố ô nhiễm nhất được ghi nhận là Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội. Sài Gòn cũng nằm ở ngưỡng xấu về bụi mịn. Tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ đến mức được coi là mối đe dọa lớn hơn đại dịch COVID-19 vào năm 2021. RFA dẫn chỉ số hiệu suất môi trường năm 2020 của Đại học Liêu. Việt Nam xếp thứ 115 trong số 180 quốc gia trên toàn cầu về chất lượng không khí. Thấp hơn nhiều so với nhiều nước ở Đông Nam Á khác. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, phát hiện rằng hơn 60.000 ca tử vong ở Việt Nam mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí, gấp khoảng 6 lần số người chết vì tai nạn giao thông. Theo WHO, chất bụi mịn bao gồm sunfat, nitrat, ammoniac, bụi khoáng và nước, có thể xâm nhập sâu vào phổi và máu, trong thời gian lâu dài có thể làm tăng phát triển các bệnh tim mạch và hô hấp cũng như ung thư phổi. Tuy nhiên, dường như chính quyền không hề có động thái nào để làm giảm tình trạng ô nhiễm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin, tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài trong nhiều năm nhưng không được cải thiện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de. Để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Thu Phương vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, thời báo.de, Berlin. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.